Cô xin chào em, cô rất vui khi hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Cô nhắc lại một số yêu cầu cần đạt được để học tốt môn sinh toán: theo dõi bài giảng, kết hợp ghi chép bài vào vở trên lớp của môn học, học bài, trả lời các câu hỏi ôn lại kiến thức cũ vào vở nháp. Những thắc mắc về bài học có thể liên hệ theo mail. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức cũ. Các bạn hãy ấn sách vở lại, mở quyển nháp ra, hoàn thành sơ đồ hôm bữa cô đã dặn. Lần lượt các vị trí điền như sau: hệ thần kinh về cấu tạo được chia làm bộ phận trung ương, bộ phận ngoại biên; về chức năng được chia làm hệ thần kinh sinh dưỡng, hệ thần kinh vận động. Bộ phận trung ương bao gồm não, tủy sống; bộ phận ngoại biên có dây thần kinh, hạch thần kinh. Dây thần kinh gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động. Chúng ta cùng quan sát sơ đồ một lần nữa. Qua sơ đồ này, chúng ta thấy hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên, trong đó bộ phận ngoại biên có dây thần kinh và hạch thần kinh. Thì dây thần kinh sẽ có hai nhóm: nhóm dây thần kinh não và nhóm dây thần kinh tủy. Nhóm dây thần kinh tủy sẽ có cấu tạo và chức năng như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay. Cô mời các bạn mở sách vở ra, ghi tựa bài 45, dây thần kinh tủy. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là phần cấu tạo dây thần kinh tủy. Cô mời các bạn quan sát hình 43.2, nêu vị trí của dây thần kinh tủy. Với hình ảnh quan sát, ta thấy dây thần kinh tủy nằm dọc cột sống và nó sẽ xuất phát từ tủy sống. Quan sát hình ảnh trước mặt, em hãy nêu số lượng dây thần kinh tủy cộng các đôi dây thần kinh tủy ở cổ, ngực, thắt lưng, cùng, cụt. Chúng ta thấy được rằng tổng cộng số lượng của nó là 31 đôi dây. Quan sát hình ảnh trả lời cho cô câu hỏi sau đây: xung thần kinh được dẫn truyền như thế nào khi da tiếp nhận kích thích? Đây là kiến thức cũ, các bạn cùng nhau ôn lại. Khi da tiếp nhận kích thích, thì kích thích này sẽ được chuyển thành xung thần kinh theo dây hướng tâm về trung ương thần kinh. Trung ương thần kinh xử lý xung thần kinh này, và sau khi xử lý xong, xung thần kinh sẽ theo dây ly tâm đi ra cơ quan phản ứng. Cơ quan phản ứng ở đây là cơ, sẽ làm cho cơ co. Không ngờ các bạn quan sát hình ảnh trước mặt, hãy trình bày cấu tạo của dây thần kinh tủy. Các bạn có thể kết hợp thông tin sách giáo khoa trang 142 để trình bày. Sau khi tìm hiểu xong, ta thấy được rằng mỗi dây thần kinh tủy gồm các bó sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rễ sau, hay còn gọi là rễ cảm giác. Chúng ta quan sát trên hình, chúng ta thấy rễ trước. Các bó sợi thần kinh vận động nối với tủy sống qua rễ trước, hay còn gọi là rễ vận động. Chúng ta quan sát trên hình. Hai rễ này khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp nhập lại thành dây thần kinh tủy. Chúng ta quan sát trên hình cho cô ha. Cô mời các bạn quan sát hình ảnh trước mặt, tìm cho cô dây thần kinh tủy. Lưu ý các dấu mũi tên, chúng ta sẽ tìm ra được dây thần kinh tủy. Sau khi tìm hiểu xong, chúng ta kết luận lại cấu tạo dây thần kinh tủy như sau: có 31 đôi dây thần kinh tủy, mỗi dây gồm các bó sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rễ sau, các bó sợi thần kinh vận động nối với tủy sống qua rễ trước, các rễ tủy đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp nhập lại thành dây thần kinh tủy. Với cấu tạo vừa tìm hiểu xong, vậy thì chức năng của dây thần kinh tủy là gì? Cô mời các bạn ghi đề mục 2 La Mã: chức năng của dây thần kinh tủy. Bạn nào có sách giáo khoa, chúng ta sẽ đọc thông tin trang 142. Nếu không có, các bạn hãy quan sát trước mặt đoạn thông tin trên. Muốn tìm hiểu chức năng của dây thần kinh tủy, cần nghiên cứu chức năng các rễ tủy. Nhóm Nga và Thủy đã tiến hành mổ cung đốt sống để tìm rễ tủy. Sau đó tiến hành cắt các rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải và cắt các rễ sau liên quan đến chi sau phía bên trái. Đợi ếch hết choáng, Thủy lần lượt kích thích các chi sau bên phải rồi bên trái. Các kết quả quan sát được qua thí nghiệm đã được Nga ghi vào bảng 45.
Sau khi tiến hành thí nghiệm, bạn ghi kết quả vào bảng như sau: kích thước bằng HCL 1% chia sau bên phải với điều kiện rễ trước bên phải bị cắt. Thì bạn nhận thấy được rằng chi đó không co, nhưng co chi bên trái và hai chi trước. Từ kết quả thí nghiệm, em có thể rút ra được kết luận gì về chức năng của rễ trước? Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương ra cơ quan đáp ứng. Do đó, mặc dù chi đó không co, nhưng nó vẫn có cảm giác. Với thí nghiệm thứ hai, bạn làm như sau: kích thước bằng HCL 1% chia sau bên trái sau khi rễ sau bên trái bị cắt. Bạn quan sát thấy không chi nào co cả. Từ kết quả thí nghiệm này, em có thể rút ra kết luận gì về chức năng của rễ sau? Rễ sau sẽ dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh. Đó là lý do tại sao không chi nào co cả, vì chi tác động vào nó không còn cảm giác nữa. Căn cứ vào kết quả ghi được ở bảng trên, hãy rút ra kết luận về chức năng của dây thần kinh tủy. Muốn biết được chức năng của dây thần kinh tủy, chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng của từng rễ. Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương ra cơ quan đáp ứng. Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ thụ quan về trung ương. Từ đó, rễ trước và rễ sau nhập lại thành dây thần kinh tủy, cho nên dây thần kinh tủy sẽ làm nhiệm vụ dẫn truyền xung thần kinh vận động và cảm giác. Căn cứ vào chức năng của dây thần kinh tủy vừa tìm hiểu ở trên, giải thích câu tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha. Vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động, nó sẽ dẫn truyền xung thần kinh về cảm giác và xung thần kinh về vận động, do đó nó sẽ làm cả hai nhiệm vụ chứ không phải chỉ có duy nhất cảm giác hoặc vận động, do đó nó được gọi là dây pha. Chúng ta sẽ cùng rút ra chức năng của dây thần kinh tủy. Dây thần kinh tủy dẫn truyền các xung thần kinh cảm giác và xung thần kinh vận động. Dây thần kinh tủy là dây pha. Cô mời các bạn ghi bài vào trong tập. Để củng cố kiến thức, cô mời các bạn úp hết sách vở lại, cùng làm bài tập sau đây. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống. Ở đây có từ số 1 đến số 7, chúng ta sẽ lần lượt điền vào cho cô. Đáp án như sau, có 31 đôi dây thần kinh tủy là các dây pha, bao gồm các bó sợi thần kinh cảm giác, hướng tâm và các bó sợi thần kinh vận động, ly tâm, được nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau. Dây thần kinh tủy thuộc loại dây pha, tức là vừa dẫn truyền xung thần kinh cảm giác, vừa dẫn truyền xung thần kinh vận động. Các bạn mở tập ra ghi dặn dò, học bài 45, xem bài 46, làm bài tập bên dưới. Bài tập như sau. Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất? Con chúc các bạn vui khỏe học tốt.